đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37 khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng. Sáng ngày 8 tháng 3, gia đình báo tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, hưởng dương 37 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè, người thân không khỏi đau buồn. Lúc sinh thời, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Anh góp phần tạo nên thành công của 12 trầm sau, Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn là đạo diễn của loạt MV đình đám như Ác Mộng, Bốn Chữ Lắm, Âm Thầm Bên Em. Ở độ tuổi 37, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có trong tay nhiều giải thưởng danh giá như Giải đạo diễn xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng năm 2017, Giải Cánh Diều Bạc dành cho phim truyện điện ảnh năm 2017, Giải Ban giám khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam năm 2017. Trước đó, trong sinh nhật lần thứ 36 vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, Vũ Ngọc Phượng từng chia sẻ về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Cậu bé này sinh ra với chứng bệnh tim bẩm sinh tứ chứng. Ở thời điểm đó, thậm chí bác sĩ còn dự đoán sợ không sống được đến 18 tuổi. Cậu bé lớn lên với ý nghĩ mình luôn là đứa trẻ bệnh tật yếu đuối. Sự ra đi của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khi tuổi đời còn quá trẻ với nhiều dự định dang dở khiến đồng nghiệp xót xa. Rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời tiễn biệt đến vị đạo diễn trẻ tuổi. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông trên. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi bên ngoài tiếng động nào có nhịp không. Mực nào xa.